Bãi cỏ Windows ở Mộc Châu bỗng nổi như cồn trên bản đồ check-in. Không chỉ biển vô cực ở Thái Bình, đồng cỏ Windows ở Sơn La cũng đang là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để sống ảo. Điểm đặc biệt thú vị tại nơi đây, một số góc chụp sẽ khiến bạn như được thấy lại bức ảnh đồng cỏ trên nền màn hình bất tử của hệ điều hành Windows XP huyền thoại. Đồng cỏ 68 hay còn được gọi là đồng cỏ Mộc Châu tọa lạc tại địa phận thị trấn Nông Trường Mộc Châu, cạnh tiểu khu 68, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 10 km. Không có kiến trúc đặc biệt, chỉ thấy toàn màu xanh của cỏ của trời, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng của những trang trại nhỏ. Đồi cỏ xanh cắt ngang trời, những khúc uốn lượn như mang cả bầu trời tuổi thơ quay trở lại khiến nhiều du khách thích thú. Theo nhiều du khách, thời điểm lý tưởng để chụp được những bức ảnh đẹp tại đây là lúc 9 giờ đến 10 giờ sáng. Lúc này, ánh mặt trời không quá gay gắt, nắng vàng rải khắp thảm cỏ xanh biếc. Ngoài ra, thì khung giờ 16 giờ 17 giờ chiều, khi trời đổ bóng, ánh hoàng hôn dần chiếu màu vàng lên cánh đồng cỏ cũng là khoảng thời gian thích hợp để săn ảnh. Vì không phải điểm du lịch nên du khách vào chụp ảnh đều không mất phí. Chỉ cần không vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng tới đồng cỏ cũng như người dân thì bạn có thể tận hưởng không khí mát lành nơi đây cả ngày dài.